sao ăn? Ăn cho một chút ý kiến ăn đẹp trai. Kiến về thì thế anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Năm nay tôi 42 tuổi. 42 tuổi. Thế anh có mấy vợ rồi nhỉ? Một vợ thôi chứ là một vợ thôi hả? Đẹp trai phải có vợ thôi hả? Vâng. Chung thủy vậy đó hả? Đấy rồi. Đấy rồi, đối rồi ơi. Đẹp trai tôi phải 5-10 vợ chứ ai mà. Ôi giời ơi. Đối rồi ấy. Gì mà đâu ra mà 5-10 vợ nghe căng đét đẹp cậu. Cậu, ui, 5-10 vợ mới là dân chơi. Còn mà một vợ có phải dân chơi. Ây à.